Chào các con, trong bài học này cô sẽ hướng dẫn các con đọc các từ vựng trong Unit 2, bài học số 2, In the Backyard, ở trong sân sau, Lesson 1, bài học số 1, các con nhé. Chúng ta cùng bắt đầu Activity 1, hoạt động số 1, Listen and Repeat, lắng nghe và lặp lại. Trong bài này các con sẽ làm quen với chữ cái K, âm là K, K. Và chúng ta có hai đồ vật là con diều, cart, xe đạp là bike, và con vật là mèo con, kitten. Chúng ta cùng tập phát âm nhé. K, cart, cart, k, cart, xe đạp, k, bike, k, bike, k, bike. Và con mèo con là k, kitten, k, kitten, k, kitten. Chúng ta cùng ôn lại nhé. Con diều, cart, cart, cart. Xe đạp, bike, bike, bike. Mèo con, kitten, kitten, kitten. Như vậy là trong bài này các con đã học xong chữ cái K, âm K và các từ vựng của Lesson 1, bài học số 1. Cảm ơn các con đã theo dõi video và hẹn gặp lại các con trong các bài học kế tiếp nhé.